bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Vừa đi làm về à? Dạ vâng ạ. Em làm tận trên sân bay Nội Bài hơi xa. Thỉnh lộc cho bạn lâu chưa? Đâu đó khoảng 2-3 tuần gì đấy ạ. 2-3 tuần ạ? Thế là thấy linh nghiệm chưa? Đây trộm vía là cũng yên. Trộm vía là cũng yên đấy ạ. Lần nói chung là bản chất chứng khoán là nó cũng lên lên xuống xuống. Nhưng mà từ nói chung là như gốc. Gốc thì bọn em lấy lại được gốc rồi. Hồi trước là mất khoảng 200-300 triệu thì lấy vào gốc ấy. Em cũng lấy lại được gốc rồi. Trộm vía từ cái lúc nó khá là yên. Nên là em cũng xin phép để thầy tạ hộ em với. Không thì xin xong không tạ thì nó cũng không. Đúng chưa? Xin lộc mà được lấy lại gốc rồi, mà lấy lại gốc mấy trăm triệu rồi à? Vâng, nói chung bán thì nó cũng nhanh lắm ạ, bởi vì nhà em chơi cũng tiền lớn tầm 1 tỷ, thì gốc là 1 tỷ 050. Thì ông chưa hồi trước có khoảng 700-800 triệu ấy ạ. Đấy nó ở gốc như thế cơ, nhưng cũng lấy lại được gốc rồi. Nói chung là cũng khá hơn năm ngoái, cảm thấy nó khá hơn. Mới có 3 tuần mà lấy lại được mấy trăm triệu. Đúng là một phép màu luôn. Đúng chưa? Vâng đấy, vâng. Thế em hy vọng là nó cũng tốt. Bởi vì là thực ra là 3 năm rồi là nó cũng, một phần là cũng là mới chơi, chưa có kinh nghiệm. Một phần cũng là chắc là cũng đen lại. Nhưng là cũng mất cũng tương đối. Mới thỉnh lộc công binh mình có mấy tuần mà gỡ được mấy trăm triệu thôi. Chúc mừng cho bạn nhá. Đây cái lộc nữa. Vâng, cảm ơn ạ. Linh ứng thực sự. Ấy thì muốn tả lễ bao nhiêu thì gửi thông thế thì chuyển khoản nhá. Mình sẽ dâng sớ để mình tả lễ cho bạn. Vâng, được rồi ạ. Thế có các vị có cần phải lưu ý gì nữa không ạ? Lưu ý cấm ăn những cái động vật chó, mèo, cá chép, ba nhé. Đấy. Tức là không mang về nhà. Không ăn. Không ăn. Không ăn thịt chó này, không ăn thịt chó này, không ăn thịt mèo này. Ấy kỵ những cái con đó. Chó, mèo, cá chép, ba ấy ạ. Đấy đúng rồi. Nhưng mà có một vấn đề là chồng em lại thích ăn thịt chó ạ. Bây giờ làm thế nào? Thì kệ ông ấy ăn, mình không ăn là được. Nhưng mà chồng cái cây bùa đấy nó lại nằm trong ví của chồng em ạ. Hay là em chuyển trong ví em. Khuyên chồng bạn đi, nói chung là muốn lọc vào nhiều bây giờ mình phải bớt thôi. Thực ra là không ăn, bình thường là cũng không ăn đâu. Nhưng mà khổ quê ở Việt Trì. Quê ở Việt Trì, Phú Thọ nên thỉnh thoảng ngồi với anh em làm một vài miếng là thực ra là nhiều khi là không tránh được ấy ạ. Nhưng cả kể cả cái bữa không có thịt chó thôi thì vậy thôi, nói chung là mình cứ nói thế cho bạn tránh, cứ hạn chế mức tối đa. Bởi vì những cái con những con chó, con mèo đấy. Những cái con mà mình vừa liệt kê đấy, nó cái tâm linh gần giống như người. Nếu mà mình ăn những cái bổn mạng của nó hiểu chưa, thì mình sẽ mang cái vận đen vào, hiểu chưa? Đấy. Chó, mèo, cá chép nữa. Ba ba. Đấy, vâng, tuyệt đối. Vâng. Những cái con vật đó nó có linh tính, nó có cái linh tính cũng tương đương như người, hiểu chưa? Vì thế nên ăn những cái con vật đó, ăn vào cái mình ăn vào bổn mạng thì nó sẽ mang những cái vận xấu đen đủi đến cho mình nhé. Vâng, em nhớ rồi, cá chép, cháu mèo cá chép ba rồi ạ. Thế còn gì nữa không ạ? Rồi, hết vấn đề rồi đấy, nhá, dặn xong rồi đấy. Dạ vâng, thế để xem đấy không nữa mà em thu xếp thì em gửi thầy một chút để gọi là thầy lạ lễ tạ giúp em ạ. Ok nhá. Dạ vâng. Chào bạn. Dạ vâng, cảm ơn thầy nhé. Dạ. Em đây. Sáng vừa mới ngủ dậy luôn. À đấy à? Chị Tình nhờ phép làm ăn bên em lâu chưa nhỉ? Cái này hơn một tháng. Hơn một tháng à? Thì phép hơn một tháng nên khách đông hơn không? Có. Cho nên mọi người cũng hỏi thăm với cả đặt hàng nhiều. Có nghĩa là cái tháng trước của chị ít khách hơn, bắt đầu tháng này Tình xong được một tháng bắt đầu công việc thuận lợi hơn đúng không? Khách đông nhiều đơn hàng chắc gấp đôi tháng trước đấy nhỉ? Nó nhiều hơn, nó làm vội hàng hơn. Làm không xuể luôn. Phép này có tác dụng trong vòng 1 năm nhé. Tận 1 năm lận. Vì thế nó sẽ khiến trong khoảng 11 tháng sau nữa của chị khách nó còn đông hơn nữa. Và em đã coi được rồi. Về cuối năm nay chị có một cái lộc rất là lớn.
Lộc về tiền tài đấy, em đang cố gắng hỗ trợ chị về vấn đề may mắn trong cái công việc đấy. Chị sẽ ký được nhiều cái hợp đồng hay những nhiều khách hàng tốt đến với chị nhiều hơn nữa, chứ đây nó mới chỉ là khởi đầu thôi. Đúng rồi. Em mới cũng nhiều hơn. Chúc mừng chị. Nhiều người thỉnh phép bên em đấy, bán không xuể luôn, mà thuê thêm nhân viên là bán mệt đến nỗi mà không xuể luôn, phát bệnh luôn. Đúng rồi. Làm nhiều việc như này này lại mệt hơn, mệt hơn nhưng mà cũng vui. Đúng rồi, chứ có tiền là vui rồi. Ai thấy tiền cũng đều vui hết á. Đúng rồi. Còn chị muốn hỏi gì tiếp theo đây? Chị muốn hỏi tức là như khu đất ở đất nhà chị ấy thì chị làm đường ấy. Làm đường thì đất nhà chị chưa có sổ đỏ, thì tương lai thì có làm luôn không? Sổ đỏ thì ngày trước ông bà chưa làm nên bây giờ mất bài là làm được đấy, làm được nhé, nhưng mà phải chờ. Phải chờ nhé. Phải chờ. Dạ. Thế còn chị hỏi thêm về chồng chị thì công việc của anh thì chọn đi theo với đi làm ngoài hay là làm ở nhà? Ông này á thì nên đi theo cái sở thích của ông ấy. Thích ông ấy thích cái gì cho theo cái đó thì dễ thành công hơn, thoải mái hơn, vợ chồng đỡ căng thẳng hơn. Anh ấy thích chứng khoán với cả thích bất động sản. Được, bất động sản được, môi giới bất động sản, chứng khoán cũng được, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Bây giờ cứ ngồi ủ mưu tính kế đã, ngồi tính toán lại đã. Học hỏi đấy, con đang học hỏi nhiều. Đúng rồi, phải học hỏi, tu luyện đi. Đến khi nào bắt đầu là tu luyện thành tài, bắt đầu người ta thực hành. Ok. Đấy thì là cũng muốn, thứ nhất là xem không được cái thời gian chờ đợi, mình có nên đi làm ngoài không, cũng tính toán. Mình thì vẫn cứ cảm là nên là làm tự do ở nhà, vì nhà có xe thì mình chạy dịch vụ vẫn được đúng không? Vâng, được. Đấy thì cứ tranh thủ thôi nhá. Người trong cái mùa vừa mới hết dịch, bây giờ người dân họ cũng không có tiền nhiều, vì thế mọi các hoạt động kinh tế xã hội nó cũng bị chậm dần chứ chưa gọi là tốt hẳn. Thì thôi, trước tiên là em chúc mừng cho chị đã thỉnh lộc xong, là thấy cái công việc của chị tốt hơn đấy là ngon lành rồi. Đấy, dần dần từ giờ cuối năm chị còn mệt hơn nữa, trước khi chị phát bệnh vì nhiều khách quá, đông khách quá, làm không xuể. Ốm ra muốn tìm thêm được người công việc nữa thì tốt. Mình có tìm được làm không? Được. Bây giờ chị cứ đăng lên mạng đấy, hay là chị ra hiệu tiệu photo đấy, chị bắt họ đánh máy rồi chị dán ở những cái tường, những cái đoạn đường nào đấy, như hay trước nhà chị đấy nhé. Okay. Để mà tuyển nhân viên đi nhé, thấy không? Khách không có cũng mệt, mà khách đông quá thì cũng mệt. Được rồi. Để dịch xong thì nó mới chững, còn trước đó thì cũng khá là đông. Vâng. Ở đây có nốt ruồi này, nốt ruồi rất tốt nhé. Nốt ruồi này rất là tốt, đừng có tẩy nhé. Nốt ruồi phú quý đấy, không phải ai cũng có đâu nhé. Chỉ có một cái nốt ruồi ở dưới ngực, ở thẳng cái này xuống dưới. Không sao, nốt ruồi rất tốt, rất tốt nhé. Sau này con cái sẽ được nhờ nhé. Ok. Con cái của chị đứa nào? Đứa nào cũng thành tài hết. Sinh con trai nữa rồi, để con trai nữa là tốt. Chị tình cái sinh con trai rồi đúng không? Đúng rồi. Ok, rồi thì em sẽ làm. Thế thì hỏi là từ tháng 7 âm chị dự sinh ấy, dự bầu ấy thì tháng ấy là được đúng không? Canh sinh đẻ làm sao vào tháng 3, 4, 5, 6 âm lịch tốt nhất? Để sinh vào 3, 4, tháng 4, tháng 3, 4, tháng 5. 3, 4, 5, 6 âm lịch của năm tới nhé. Bởi vì tại sao em lại cho tháng đó? Bởi vì năm tới đó là năm Tân Sửu, cái ngũ hành nó sẽ thuộc thổ, mà tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 sẽ được lợi mùa sinh. Dự sinh cháu vào những cái tháng đó thì dự sinh cháu vào cái tháng đó thì sẽ thuận lợi cho công việc. Cháu sinh ra sức khỏe cũng tốt và cuộc đời cháu sau này nó sẽ khá hơn nhé. Ok. Sinh đúng mùa sinh mà thuận mùa sinh mà nhé. Hôm trước thì có gửi cái chỉ tay của chị ấy, thì em xem nhưng mà bao quát, nhưng mà chị cũng có một mấy cái đường chị thắc mắc, chị hỏi em đi. Vâng. Đấy, có gì rồi em xem qua để em nhắn lại cho chị nhé. Rồi, ok nhé. Chào chị. Cảm ơn.